Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và mình là Quỳnh Phương. Thì hôm nay mình có thực hiện cái món bánh canh chay thơm ngon, đơn giản, dễ làm. Đó, mời mọi người cùng thưởng thức ha. Mọi người thưởng thức loại nào nói cho Quỳnh Phương biết cho Quỳnh Phương làm nha. Rồi, bây giờ trước tiên thì Quỳnh Phương sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu mà chúng ta để bắt đầu làm. Thì Quỳnh Phương có chuẩn bị cái đây là một số loại nấm á quý vị. Mình mua sẵn nè, người ta mix sẵn mấy loại nấm nè. Có nấm đồ rà, rồi nấm bào ngư, nấm hương nữa quý vị, nấm kim châm luôn, đầy đủ. Đó, mình mua một hộp về, mình làm rất là tiện ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sơ chế cái loại nấm này. Nấm này bữa nay thì mình không có rửa trong muối nữa quý vị. Bữa nay mình sẽ rửa trong nước giấm cho nấm nó trắng ngon. Thì cũng như mọi ngày thôi, thì mình sẽ vệ sinh cái phần gốc của nấm nè, cắt bỏ những cái tạp chất á, nó còn dính trong cái phần nấm á quý vị. Đó, những cái nấm bào ngư nè, nấm bào ngư này nó nhỏ nhỏ nè quý vị, nhưng mà cái róc nó dính lại với nhau á, nó còn dính những cái phần tạp chất nè. Đó, mình cắt bỏ ha, mình chịu khó mình vệ sinh cho nó sạch, rửa rồi mình tách nó ra nhỏ nhỏ luôn, tách ra nhỏ nhỏ hết á quý vị cho nó dễ ăn. Rồi về cái phần nấm kim châm, nấm kim châm thì mình sẽ cắt bỏ cái phần gốc. Quý vị để ý cái gốc nó lên nó vàng vàng chỗ khúc nào á, mình loại bỏ mình cắt hết ha. Nè, nó vàng lên một khúc là mình cắt bỏ hết. Đó, mình để ăn bên. Đó, sau đây thì mình sẽ ngâm một chút xíu với nước này ha, khoảng 5 phút. Rồi, cắt bỏ cái chân nấm hương luôn. Rồi, sau khi mà chúng ta ngâm chút xíu thì quý vị nhớ xả lại vài lần nước nha. Sau đó thì mình sẽ mới lấy nó ra nè. Lấy nó ra để cho nó thiệt là ráo nước hết quý vị. Nó mình sẽ để vô một cái gỗ. Bữa nay Quỳnh Phương mới mua cái gỗ nhỏ xíu à, để vừa mấy cái nấm này luôn á quý vị. Gỗ tre rất là tiện. Rồi giờ mình để qua một bên cho nó ráo nước ha. Trong cái phần nấm này thì cái nấm đùi gà quý vị, nó dai dữ lắm. Nó cái này có nửa cây à, trong cái hộp này có nửa cây à, Quỳnh Phương cũng cắt nó ra luôn. Để nó qua một bên. Rồi bây giờ mình để nấm qua bên cho nó ráo nước ha. Thì lúc này Quỳnh Phương chuẩn bị bánh canh. Bánh canh này mình mua ở ngoài chợ đó quý vị. Đó, nó về nó sẵn vậy. Lúc này thì quý vị bắt một nồi nước lên ha. Để mình sẽ trụng lại, ăn cho nó đảm bảo. Rồi sau khi mình để nước sôi nè, nó thì mình sẽ trụng lại ha quý vị. Dùng đũa để mình xới xới lên cho nó không có bị dính đó quý vị. Nó cơ bản thì người ta cũng có để dầu sẵn rồi. Đó, mình chỉ cần xới xới lên cho cái sợi bánh canh của mình nó không có bị dính nè. Thì bữa nay Quỳnh Phương sẽ mix với qua đậu huyết ha. Thì một chút xíu mình làm mình sẽ Quỳnh Phương sẽ cho quý vị xem cái kết quả. Nó nhìn cũng khá hấp dẫn quý vị ơi. Đó, rồi bây giờ mình nó tơi ra hết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra ha quý vị, gấp ra một ít. Rồi gấp ra để cái tô hay là để cái gỗ á, cho nó dễ cho nó ráo nước luôn ha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ chừa phân nửa lại ở trong nồi. Lúc này Quỳnh Phương có chuẩn bị khoảng mười mấy hoa đậu biếc khô quý vị. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho hoa đậu biếc vô và một chút xíu nữa. Mời quý vị xem cái kết quả nó ha. Đó, mình để lửa nhỏ nhỏ chút xíu, mình nấu lên chút xíu nữa nha quý vị. Rồi, lúc này đợi đi. Rồi tiếp theo Quỳnh Phương có chuẩn bị một cái củ kệ muối nhỏ thôi, nhưng mà ở đây thì bữa nay Quỳnh Phương sử dụng có nửa củ không quý vị. Nó mình cắt bỏ nè, cái này mình ngâm nước muối chứ khoảng 5-10 phút trước thôi quý vị. Nó tại vì muốn sử dụng cái độ mặn mặn của nó đó, nên mình không ngâm trước lâu ha. Rồi mình để nó qua một bên. Tiếp theo thì Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là một củ cà rốt đã rửa sạch và gọt vỏ rồi. Bây giờ nếu quý vị nào thích nó đẹp đẹp thì chúng ta sẽ tỉa nó cái bông ha. Chúng ta sẽ tạo những cái rãnh như thế này, đều nhau 5 rãnh ha quý vị. Đó thì nó tự nhiên sẽ tạo thành một cái bông. Đó, mình làm cũng không có được đẹp lắm. Thì sau đó mình cắt một đoạn khoảng 1-2 cm gì đó, vừa ăn thôi. Đó, còn cái khúc đuôi thì mình sẽ không có tỉa ha, mình cắt luôn. Thì tùy ý thích của từ quý vị thì chúng ta sẽ cắt ha. Rồi lúc này thì Quỳnh Phương cũng có chuẩn bị ở đây là một cái chả chay làm từ tổ kỳ á quý vị.
rất là dai ngon. Đó, chả chai này về thì mình ăn liền luôn rồi được quý vị. Đó, mình cắt ra mình chấm với chiêu chanh là rất là ngon rồi. Rồi, nó dính cái bọc rồi, mình cắt ra rồi mình loại cái bọc ra từ từ thế quý vị. Cắt tới đâu ăn tới đó. Nè, quý vị xem nè, mình để khoảng 30 phút quý vị, cái màu nó ra rất là đẹp luôn. Đó, lúc nó còn nóng nóng nè, cái màu nó chưa có đậm. Thì quý vị cứ lấy nó ra để cho nó nguội nguội chút xíu nữa, cái màu khá là đẹp quý vị. Rồi bây giờ mình lấy nó ra nha. Rồi sau khi mình lấy ra thì mình sẽ bắt cái nồi khác lên ha. Thì mình đã vệ sinh cái nồi này rồi. Đó, rồi mình đặt lên, mình cho hết cái phần củ cải đỏ với củ cải muối vào và chuẩn bị ở đây là nước dừa quý vị. Mình chuẩn bị khoảng 2 trái là dừa đó. Đó, cái này mình chuẩn bị 1 trái nên mình phải thêm 1 tô nước nữa. Thì quý vị mua khoảng 2 trái là dừa. Đó, mình nấu củ cải muối nè, với củ hành, với củ cải đỏ cho nó thiệt là sôi lên thôi quý vị. Đó, rồi nước dừa thì quý vị lưu ý nên mua dừa cứng cải á, nước nó sẽ ngọt hơn ha. Thì mình nấu món này nó sẽ ngon hơn. Rồi khi mà nước nó đã sôi lên rồi mình sẽ nêm nếm ha. Nó tùy vào cái dừa nó ngọt hay không á thì mình sẽ nêm nếm đó quý vị. Mình lấy cái chất ngọt từ dừa, nếu không thì quý vị sử dụng chất ngọt từ các loại rau củ thì cũng được. Thì mình nêm nếm ở đây là 1 muỗng hạt nêm chay, nửa muỗng đường và mình sẽ nêm một xíu nước mắm chay đó quý vị. Nước mắm là nước mắm chay ha. Thì khẩu vị của từng gia đình thì quý vị sẽ nêm cho nó vừa ăn của gia đình mình ha. Nhưng mà quý vị nhớ nêm thật lạ chút xíu nha, có gì mình dễ căn chỉnh. Rồi sau khi mà chúng ta đã nêm xong rồi, chúng ta sẽ cho cái phần nấm. Trước tiên là cho nấm hương vào trước chút xíu, rồi mình mới cho mấy cái loại nấm còn lại vào hết quý vị, như nấm đùi gà rồi nấm bào ngư, cái nào bự bự thì mình cho vô trước. Đó, rồi tiếp theo là mình cho tất cả các loại còn lại, nhưng mà trừ nấm kim châm mình để sau ha. Rồi bây giờ mình để nắp để lại cho nó sôi lại lần nữa nha quý vị. Rồi trong lúc này thì mình sẽ cắt cái phần ngò, mình chuẩn bị một ít ngò gí cho nó thơm á quý vị. Ngò gí thì mình cắt nhuyễn ra luôn, rồi như vậy là được. Ớt thì nếu quý vị có tương ớt để vô ăn cũng được ngon ha, còn không thì chúng ta cắt ớt tươi cũng được. Lúc này thì quý vị xem nè, nước đã sôi rồi. Đó, mình nấu khoảng 10 phút hết quý vị cho phần nấm nó chín luôn. Đó thì các bạn có thể nêm lại để căn chỉnh cái độ mặn ngọt á, cho nó vừa ăn của khẩu vị gia đình mình. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái tô bánh canh hết quý vị. Đó quý vị ăn loại nào nè, để mình Phương làm ha. Ăn loại hoa đậu biếc hay là bánh canh trắng hay là mít hay loại giống như Quỳnh Phương đây. Đó, bây giờ mình sẽ cho nấm lên ha. Mình thì mình mix 2 loại. À, cho nấm, nấm hương, nấm bào ngư. Rồi, bây giờ là nấm đùi gà. Đó, nấm kim châm đáng lẽ mình để ở dưới đó quý vị. Đó, Quỳnh Phương để lên trên cho nó đẹp ha. Nhà quý vị nào thích ăn giá hay gì đó thì để vô cũng được. Rồi bây giờ nước rất là ngọt tự nhiên luôn. Đó mình cho vài cái củ cải đỏ lên nhìn cho nó hấp dẫn. Mặn mặn ngọt ngọt của nước dừa và củ cải muối. Rồi giờ mình cho từ từ lên thấy quý vị. Đó tại mình để cái phần nấm im châm ở trên nè. À, rồi bây giờ sau khi mà cho nước lên rồi, cho xíu ngò. Rồi tiêu không thể thiếu á quý vị. Tiêu thì mình để lên sau ha cho nó thơm. Vừa xay xong mình cho lên vô liền đó quý vị. Vậy là cơ bản mình đã hoàn thành xong cái món bánh canh chay mít hoa đậu biếc với nấm, đơn giản thơm ngon mà dễ làm. Nước thì thanh ngọt tự nhiên từ nước dừa và cái vị mặn mặn nhẹ của cải muối đó quý vị. Thì Quỳnh Phương cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Nếu thích thì ấn like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Một lần nữa thì Quỳnh Phương cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý vị thực hiện món ăn ngon miệng.